tập 5. A Di Đà Phật. Pháp sư đang tụng kinh trong phòng, đợi các vị đã lâu rồi. Dạ mời. Mời. Gần đây đại sư tu tập bộ kinh nào? Đang tu kinh Lăng Nghiêm. Mời. Tứ đệ, từ tìm sách đọc đi. Dạ. Pháp sư, trong kinh Lăng Nghiêm có một phần nghị quyết, có một số ý không hiểu. Ở đây pháp sư có nguyên bản không? Ở trong nhà thiền, xin mời vào trong xem. Tứ đệ, vậy ngồi đây xem sách đi. Sư huynh đến nhà thiền của pháp sư. Dạ. Mời. Nè, tôi đói bụng quá rồi. Chúng ta cùng ăn cơm nha. Đệ không thể đi, đệ phải xem hết kinh đã. Tôi sẽ đem tới cho đệ. Được. Cơm đây nè. Để ở đâu? Để ở đây đi. Ăn mau đi nè. Tôi có việc rồi, tôi đi trước nha. Được. Hả? Sao đệ vẫn chưa ăn cơm? Để tôi đi hâm nóng lại nha. A Di Đà Phật. Tứ đệ thế nào? Nhị ca, đọc từ sáng tới tối sao? Tứ đệ tính tình là như vậy đó, nhưng kinh điển đã đọc đều học thuộc lại. Đọc thuộc hết chưa? Dạ thuộc, để học thuộc hết rồi. Không thể nào, lão nạp đọc kinh này phải mất hết 3 tháng. Sư đệ à, đọc 2 đoạn xem sao. Đức Phật đứng bên bờ giác ngộ, kêu gọi chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Nhưng lời đó chúng sanh không dễ nghe thấy. Đệ này đúng là kỳ tài đó. Vào bể khổ cứu chúng sanh. Chúng ta đi dùng cơm thôi. Hả? Đại sư mời. Mời. Nghe nói có vị đại nhân từ kinh thành tới nè. Không biết tới làm gì không nữa. Không biết đi làm gì nữa. Thì nghe hình như là tiến hành lễ xuống tóc đó. Hình như là làm lễ xuống tóc gì đó. Đúng rồi. Phải không? Không biết là ai ha. Vị đại nhân này đến từ kinh thành mà. Xin hỏi đại nương, Trịnh đại nhân này có phải là đương kim đại lý tự khanh hay không vậy? Đúng vậy. Ta cũng nghe nói là đại nhân này rất tin tưởng Phật pháp và nổi tiếng lắm đó. Ấy là người thế con nào, coi ha? Ngài ra rồi kìa, chính là ngài đó hả? Ngài ra rồi kìa. Đại nhân kinh thâu Phật điển, xin mời đến tệ tự đàn giảng kinh Hoằng Dương Phật pháp. Lạc Dương là thánh địa của Phật giáo, Trịnh tôi đâu dám múa rượu qua mắt thợ. Lần này xuất gia có 27 vị, ghi danh cũng đến vạn người, mong muốn chọn ra người có học có tài. Trên không phụ thánh thượng, dưới không thẹn cửa Phật, sao có thể để cho người chạy nạn trốn vào chỗ của ta chứ? Đúng vậy đại nhân. Mời. 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 Chà, vị này, là Trịnh đại nhân. Phải rồi, Trịnh đại nhân đó. Khấu kiến Trịnh đại nhân. Nè, đại nhân không có lo chuyện dân. Tứ đệ đi mau đi. Trịnh đại nhân, đại nhân có lòng từ bi, sao lại không lo chuyện của dân? Được, gan dạ lắm, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 13.
Tuổi còn nhỏ mà cản đường có chuyện gì? Lễ kính Phật tổ, xin đại nhân xuống tóc cho. Tuổi ngươi còn nhỏ, sau này hẳn tính gà. Đúng vậy. Con trước nay luôn tin vào Phật tổ, Tịnh Quang Phật pháp. Con luôn một lòng hướng Phật, quyết định xuất gia. Ngươi là người phương nào vậy? Yển sư, huyện Trần Bảo, Cổ Nhân Thị. Cha mẹ đều đã mất, hiện theo nhị huynh ở chùa Tịnh Độ làm tập sự. Cha của ngươi tên gì? Cha là Trần Tuệ, nguyên huyện lệnh Giang Lăng. Tứ đệ của ngài sao không nói sớm vậy? Trịnh đại nhân, không ngờ nó... Đứa bé tội nghiệp quá. Trịnh đại nhân. Đi thôi. Không biết đứa bé đó là ai ha? Đại nhân đi rồi kìa. Không biết đứa bé đó là ai nữa. Không biết là ai nữa. Là ai ghê? Tinh thông Phật pháp. Chà, nhỏ tuổi mà đã tinh thông Phật pháp. Tuổi còn nhỏ mà tinh thông Phật pháp, còn đòi xuất gia nữa chứ. Không biết đứa bé đó là ai. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lão gia, Trần Quy được Trịnh Thiện Quả đón về phủ và vô cùng ngưỡng mộ nó. Nói như vậy, con trai Trần Tuệ muốn làm hòa thượng à? Trịnh Thiện Quả cũng không đồng ý. Ê, nói nó là hậu dân quan viên, thi gia truyền thư, muốn nó học hành. Tiểu tử Trần Quy dự định như thế nào? Tiểu tử đó không biết phép tắc, một lòng muốn xuất gia. Xuất gia coi như xong. Chỉ sợ lỡ như diệt cỏ không tận gốc. Đi. Đi mời một cao thủ tới đây. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Tứ đệ à, nè, bộ y phục này thử đi. Nè. Mặc vào. Chuyện gì vậy? Đừng có nói chuyện. Vào lên, vào lên, đi kiểm tra đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sư huynh có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tội lỗi. Ê, nè, huynh coi nè. Giết người thiện, ắt chết. Tội lỗi. À, mau khiêng đi. À, dạ. Nào, nhanh lên. Ê. Giết người thiện ác chết, người đợi định tội. A-di-đà-phật. Thiện tai.
Ai đó? Là sát thủ đại dân phái đi. Thành công không? Trần Tuệ Trường Tiệp đã chết dưới đao rồi. Đại nhân. Tốt, tốt. Đại nhân mời xem. Được. Chờ ta một chút, ta sẽ tới ngay. Ác tặc, ngươi hại người còn chưa đủ sao? Ngươi tội ác tài trời, hôm nay ta thay ngươi chấm dứt. Phó Nghĩa, ngươi nghe ta nói đi. Ai nghe ngươi nói chứ? Ngươi xem đây. Người đâu? Mau tới đây! Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Nhanh lên! Dạ, đứng lại! Mau tới đây! Nhanh lên! Bao, nhanh lên. Người đâu, người đâu, bao tới đây, nhanh lên, lên, nhanh lên. Phu nhân, người đâu, nhanh lên. Phu nhân à, nhanh lên, đi nhanh lên. Lão già. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân à. Người đâu, mau tới đây, người đâu? Người đâu? Đau chết đi được. Không xong rồi, phi tiêu có độc. Ông là ai? Tại sao nhiều lần giết mà không giết, lại hai lần cứu tôi? Hiệp sĩ, ngài muốn gì? Nàng không cần phải lo. Tiểu nhân đại thù chưa báo, đại ân chưa trả, chết sẽ hối tiếc. Nhưng có một chuyện, cảm thấy tội ác nặng nề, để trong lòng sẽ không được yên đâu. Người sắp phải chết, lời nói hướng thiện, nói ra sẽ làm chàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ta nói rồi, nàng sẽ hận, hận ta. Ông không nói, ta chết, chết không yên lòng. Chàng nói đi, ai trách người chết chứ? Nói đi mà. 8 năm trước, phụ mẫu nàng là do ta giết, và cũng chính tay ta đốt. Ta giá họa cho Lý Nghĩa là muốn có được nàng. Thằng Dạ Ngư thật là đen tối. Lý Lan tội nghiệp của ta, chàng chết qua uổng quá. Chàng ở đâu vậy? Người cố chờ một chút đi, cố chờ một chút đi. Cố gắng giữ thương, ngày sau gặp lại. Đại hiệp, cứu bạn của đại hiệp làm cho sống lại. Phó Nghĩa không báo ơn, làm sao sống trên đời được. Xin ân nhân cho thấy mặt đi.
là ngươi. Đúng, chính là Lý Nghĩa nằm đó. 8 năm trước ngươi treo giải bắt ta, ngươi ép ta vào trong cửa Phật. Ta thề là phải tìm được ngươi và buộc ngươi nói ra quá trình sự việc này để rửa sạch tội oan năm xưa. Vô Nghĩa tội đáng chết, ngài hãy ra tay giết chết tôi đi. Tôi cam tâm chịu tội, cam tâm chịu giết. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Tội thiếp đáng chết. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Bần tăng sớm đã quy y cửa Phật rồi, không màng đến ân quán. Năm đó chính Trần Tuệ phu nhân Tống Dung đã thu nhận tôi, tránh được truy sát, còn cho tiền lộ phí và tiếp cho tôi xuất gia, kêu tôi phổ độ chúng sanh, không nghĩ đến thù xưa nữa. Hôm đó Bần tăng thấy thông cáo truy nã mình, vô cùng nổi giận, được người giới thiệu đến Trần phu nhân. Trần phu nhân, cho tôi con đường sống đi. Trần phu nhân, cho tôi con đường sống đi. Chính Phó Nghĩa dòm ngó về hôn thê của Bần tăng, giết chết phụ mẫu rồi đốt nhà, nói Bần tăng vì thua bạc gây ra, thật sự rất oan ức. Ta đã biết rồi. Thứ Nhi, con qua đây. Xin chào công tử. Thứ Nhi, mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người xuất gia đi. Đi đi. Phu nhân, mẫu thân, hài nhi xin nghe. Vào cửa Phật rồi, bỏ hết mọi việc, đi đi. Đi đi. Đi đi. Đà tạ ơn phu nhân cứu mạng. Mẫu thân, Tự phu nhân. Tự nhiên đi đi. Đi đi. Dương thị, đều là lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Ngươi đã biết quay đầu chính là mình. Giết một người đã hối hận, một người đã có lòng ăn năn, sẽ hủy đi bổn ý của Phật. Yên tâm mà dưỡng thương đi. Sư phụ, sư phụ, tôi nguyện quy y cửa Phật, rửa tội cả đời. Xin nguyện theo sư phụ, xin sư phụ hãy nhận tôi. Sư phụ, tôi nguyện quy y làm ni cô, chuộc lại lỗi lầm. Sư phụ, xin hãy thương tình. A Di Đà Phật. Đúng là nhân quả đi theo, trời báo không nhẹ. A Di Đà Phật. Vinh xem hả? Kìa, đi, để phải nghe lời hả? Dạ. Đi, nhanh lên. Nhanh lên đi. Như tự thần này là pháp thân Như Lai, Di Tổ đại vật Như Lai vô cùng từ bi, được người sùng bái nhất. Nè tứ đệ, ngày mai đệ thọ giới sa di rồi, chính thức xuất gia, bây giờ đệ nghĩ gì vậy?
Đề nghị trước khi Phật tổ xuất gia chu du tứ phương, lần thứ nhất gặp phải người già, lần thứ hai thì gặp người bệnh, lần thứ ba gặp người chết, lần thứ tư gặp khổ hạnh tăng, ngộ ra trên đời toàn nỗi khổ. Sau khi xuất gia khổ hạnh 6 năm, sau đó đã giác ngộ dưới cội bồ đề, trở thành Phật, phát nguyện vọng lớn phổ độ chúng sanh. Đệ cảm thấy trên đời không có nơi nào là không khổ. Sau khi phụ mẫu mất, trong phút chốc đệ như trở thành một người lớn. Nhị ca, đệ quyết tâm theo Phật tổ, theo học Phật pháp, đắc đạo thành Phật, phổ độ tất cả những người chịu khổ trên cuộc đời. Đúng vậy. Phật nói chư pháp vô thường, nhân duyên trời định, tự vô minh thị. Sau này phải theo Tam Bảo, tu tam tính, ninh tứ định, thoát khỏi luân hồi. Sư đệ, huynh tin đệ nhất định sẽ thành Phật đó. Tứ đệ, bắt đầu từ hôm nay đệ đã chính thức là sa di, sau này phải tôn kính sư trưởng, cố gắng đọc kinh, còn phải yêu thương các sư huynh đệ nữa. Nhị ca, những lời huynh nói đệ đều nhớ rất rõ. Đệ sẽ siêng năng đọc kinh, tôn kính sư trưởng. Tứ đệ à, ở chỗ này bái biệt thân hữu đi. Thuyền lưu truyền tam giới. Ân ái không thể thoát. Bỏ ân nhập vô di. Người báo ân chân thật. Sư phụ mời hai vị lên điện. Đi. Truyền Trần Quy lên điện. Trần Quy lên điện. Thank you.
Phụng khâm sai Trịnh đại nhân dụ, hôm nay truyền giới cho Sa Di Trần Quy. Trần Quy, người Lạc Dương Nguyễn Sư, huyện Phụng Hoàng, phố Hà Thôn Nhân Thị, 13 tuổi, song thân đều mất. 53 tuổi gặp nạn, 56 tuổi xem thường công danh, giữ gìn phép tắc. Nguyện quy y Tam Bảo, huynh trưởng trường Tiệp Pháp Sư làm chứng, do cảnh Pháp Sư truyền giới. A Di Đà Phật. Thiện tai, Trần Quy. Có đệ tử. Con phải biết, sắc thân do tứ đại hòa hợp tạo thành, tóc và da đều không sạch sẽ. Lấy tâm để quan sát, nếu sắc thân bất tịnh, hư huyễn không thật, loại bỏ lớp da hôi thối, siêu thoát khỏi luân hồi, thoát ly sinh tử, để nhập niết bàn, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đệ tử nghĩ đến sắc thân bất tịnh, quyết tâm xuất gia. A Di Đà Phật. Thiện tai, mời A Xà Lê xuống tóc cho con. Thiện tai đại trượng phu, có thể không màng thế sự, nguyện thoát tục quy y không phải chuyện dễ dàng. A Di Đà Phật. Ta sẽ cạo tóc xuất gia cho con bằng lòng không? Quy y đại sư tôn, độ được tam thế khổ, càng nguyện chư chúng sinh tất cả được giải thoát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di nhi bất tịnh hành, các nhi thế tục ái, thọ trì hoằng thánh đạo, phổ độ nhất thiết nhân. Bây giờ ta xuống tóc cho con có bằng lòng không? Đệ tử bằng lòng. Đệ tử đức bạc học kém, không dám nhận. Đệ tử đức bạc học kém, không dám nhận. Đệ tử đức bạc học kém, không dám nhận. Bây giờ ta truyền 10 giới cho con. Không sát sanh, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không trộm cắp, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không tà dâm, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không vọng ngữ, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không uống rượu, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không ngủ ngồi giường cao êm ái, tận hình thọ, có thể giữ được không? Giữ được. Không trang điểm phấn son, tận hình thọ, có thể giữ được không?
Giữ được. Không xem nghe ca múa hát sướng, tận hình thọ có thể giữ được không? Giữ được. Không thị phi sự thật, tận hình thọ có thể giữ được không? Giữ được. Không giữ kim ngân châu báu, tận hình thọ có thể giữ được không? Y giáo phụng hành, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ta sẽ đặt pháp danh cho con là Huyền Trang. Đệ tử đa tạ pháp sư ban tên. Huyền Trang, hôm nay xuất gia còn mong ước gì? Nguyện được theo Phật Tổ hoằng dương Phật pháp. A Di Đà Phật. Huyền Trang có duyên với Phật, lãnh ngộ hơn người, có tuệ căn, sau này có thể giúp ích cho đạo Phật, mong các pháp sư bồi dưỡng nhiều cho. A Di Đà Phật. Thiện tai. A Di Đà Phật. Thiện tai. A Di Đà Phật. Thà làm tăng thanh bần, không làm tham quan ô lại. Thà làm thanh tăng, không làm quan. Nguyện là thanh tăng bần, không làm tham quan ô lại. Thề vì Sa Môn, phổ độ chúng sanh. Minh coi nè, để ta lộn nhào cho để xem. Đây nè. Nhìn nè. Hay lắm. Quýt coi. Lại té nữa rồi. Con này coi nè. Ủa? Không được. Cái gì vậy nè? Ủa, đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái gì vậy? Qua đây, qua đây coi cái này nè. Cái gì vậy? Nó là gì vậy? Đây là hang cua. Hang cua. Hey, cho để coi. Con cua. Con cua nè. Không thể sát sanh. Dạng vật đều có tình, đều là vật trong lục đạo luân hồi. Hay là chúng ta thả nó đi. A Di Đà Phật. Vậy ta sẽ thả nó. Khoan đã. Nè, đưa cho đệ. Đưa cho đệ đi. Hả? Trước khi xuất gia tôi có ăn nó rồi. Mùi vị của nó tanh dữ lắm. Đệ có cách của mình. Đến ngày Phật đản, đệ sẽ phóng sanh. A Di Đà Phật. Đi thôi. Chúng ta về thôi. Đi. Đi. Tứ đệ, tu hành không phải một ngày. Để đi nghỉ đi, hả? Chuyện gì đó? Không có gì. Kinh văn này càng về sau càng khó, để phải học thuộc nó. Cho huynh xem. Không có gì. Cho huynh xem. Ý
Đệ đó, chỉ có đệ nghĩ ra thôi. Hôm nay pháp sư giảng kinh phải chuyên tâm mà nghe. Kinh Niết Bàn chính là giáo pháp cuối cùng của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Đệ tử Phật tu hành lấy quy chân phản bản để đạt đến cảnh giới cao nhất của Niết Bàn. Phật Tổ dạy dỗ tâm cần phải tịnh. Phật có chân ngã thì tất cả chúng sanh cũng đều sẽ có Phật tính. Cố gắng để tu hành sẽ thành chánh quả, thành tựu vô thượng chính giác. Bây giờ nghe thầy tụng kinh. A Di Đà Phật. Căn bản tu hành của Phật Tổ thể hiện ước nguyện, thể hiện được Phật tâm đại từ đại bi cư thế phổ độ chúng sanh. Ai có thể đọc lại đại ý? Để đọc đi. Để đọc đi. Thôi. Đọc thử đi. Đọc, đọc đi. Để đọc thử đi mà. Để cứ đọc đi được mà. Để đọc đi. Để đọc thử đi. Ôi huynh đọc đi. Để đọc thử đi được đọc mà. Đi. Đọc đi. Pháp sư, đệ tử nguyện thử một lần. Ồ. Con đọc đi. Trời ơi, lợi hại quá. Lợi hại quá. Không biết có được hay không nữa đó. Lợi hại thiệt. Lợi hại thiệt nha. Cho nên trước khi Phật tu hành phát bốn đại nguyện, một là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, hai phiền não vô tận thề nguyện đoạn, ba pháp môn vô lượng thề nguyện học, bốn Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đệ của thầy lãnh ngộ siêu phàm, phong thái thanh tao, đúng là phúc của cửa Phật. Trịnh đại nhân thật biết nhìn người. A Di Đà Phật. Đệ của con một lòng hướng Phật, sớm có ý nguyện theo gia mẫu đọc kinh. 7 tuổi đọc thuộc kinh Kim Cang rồi, 10 tuổi đọc thuộc kinh Duy Ma, có hoài bão rất lớn. Trường tiệp con không thể sánh kịp. Đúng vậy. Đệ con thật sự rất có tuệ căn. Ta đến rất nhiều chùa ở Lạc Dương,
rất nhiều người học. Nhân tài như đệ của thầy đúng là linh đồng chuyển thế, thầy nên dẫn dắt nhiều hơn, đừng phụ lòng ta. A Di Đà Phật, đa tạ pháp sư đã chỉ dạy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời. Tàng Kinh Các. Sư đệ à, ở đây có rất nhiều sách, chuyên tâm mà đọc đó.